nó đang đi lạc lạc á. Sau buổi tiệc này anh em cũng phải trở về thành phố nữa. Thì trước hết xin cảm ơn ở đây là gia đình của Hai Lúa cùng với tất cả quý vị ở đây. Thì hôm nay Minh Phụng đến đây cũng rất hân hạnh. Đây là của ông bầu của tôi, ông Đồng Trương, anh Tùng, như là ảnh là mấy bạn tôi ở thành phố về đây. Thành ra tôi mới thắp Tùng xuống đây, cảm thấy thì nó quá vui rồi. Đúng rồi, ra hôm qua thì Minh Phụng về hôm qua rồi, thành ra từ chỗ đó vui quá thì Minh Phụng ở lại thêm một bữa nữa. Thì hôm nay trước khi hát thì Minh Phụng hát một cái trích đoạn theo lời yêu cầu của anh Hà. Cũng xin tặng cho anh Hòa và đặc biệt là một đứa em kết nghĩa Minh Phụng mới nhận, đó là Tiêu Gia Hội của tôi. Một cái trích đoạn này theo lời yêu cầu của anh Hà, trích đoạn được mang tên Đêm Lành Chùa Hoa, tặng cho ca mũi. Giờ này ta biết phải làm sao, đường dấu rồi một mình ta Thank you.
Bây giờ em với anh hát một lớp phục hoàng lửa đời hương phấn để tặng cho tiên ngang bụi ờ đúng rồi với tặng cho hai lúa anh ngang nhà ngoại à, theo lời yêu cầu thì Minh Hùng với Mai Thanh Phượng sẽ hát tiếp một cái trích đoạn nửa đời hương phấn tặng cho đứa em gái Tiêu Nha Muội của tôi ha, tặng cho anh Hà anh Hòa luôn nhá. Mang vỗ tay cho Minh Hùng tới được không? Vỗ tay ơi. Dù biết đâu có thành lại đàn quan
Thank you.
tay. Đây tới tới em đi, em hát cái chọn gì hồi nãy Tiêu nghe mũi yêu cầu đó, có lòng tự quyết em đi đó. Phượng qua, Phượng qua, ờ, Phượng hát đi. Về phương Nam lắng nghe khu đàn, thổn thức dòng người trăng mơ màng. Rồi theo sông
luôn các bạn. Dạ Mai Thanh Phượng. Mai Thanh Phượng. Cái dừng lộn anh Phượng. Mai Thanh Phượng đó anh. Giờ mấy anh chị về Sài Gòn các bạn ơi. Hello, hẹn lại gặp lại. Nè, ông nữa, ông đợi chị Kim Phượng chung nè. Bà là xong với anh Tú xỉn rồi các bạn ơi, giờ còn lúa với Khải không ạ? Để xe chạy đi Khải ơi. Dạ dạ, buổi tiệc nào cũng tàn các bạn ơi. Bây giờ anh em đưa mấy anh chị về Sài Gòn, ra xe chị Sài Gòn. Thôi anh cũng về Sài Gòn. Sài Gòn không quen biết ai vậy hết trơn á. Bye bye các bạn, bye bye các bạn. Xỉn là nó xa rồi. Bye bye, bye bye. Minh Bình Phụng bye bye. Hẹn một ngày gần đây sẽ về thăm quê hương hay luôn. Dạ, cảm ơn anh. Vừa quá. Dạ. Đưa bên ra ngoài đi. Hai người trước đi. Vui quá vui. Xuống xe không? Vừa không? Đi hai chị em mình đi từ từ ra. Từ từ ra. Rồi, bye bye các bạn nha, bye bye các bạn. Rồi, mình đi ra xe đây. Mình xuống nữa. Dạ. Quá là vui. Rồi em đưa anh chị ra xe à. Trở lên. Rồi, thêm một xe nữa hết. Ơi, anh Tú còn tỉnh các bạn ơi, anh Tú được bắt đờn ra. Bây giờ cái ngò mới đang chảy nè. Lúa lúa về luôn tay luôn các bạn. Lúa lúa tiếp hai ba đợt tôi lúa đuối rồi. Chừng chậm đi. Rồi anh chị về Sài Gòn nha. Rồi chúc anh chị đi đường lộ bình an nha. Đánh đổi xuống em chơi đang anh Trương. Rồi ok, hẹn một ngày gần đây sẽ tôi xuống em. Dạ. Một ngày gần sẽ xuống em. Dạ. Không sao đâu tôi. Chở ai? Tôi lên trước phải không? Ngoài đây bạn chưa có mới dịch lên là chưa cái cây cải nó tưởng là gồ rồi cái đẩy. Mà đang đâu ạ? Chuyển điện. Chưa? Đâu nha. Đâu đi? Dạ, căng nè. Dạ, dạ. Dạ, biết ngồi sao? Trời ơi, đi xa hơn mà chỗ này biết luôn đâu luôn. Gặp cái cầu đúc bên hông này. Quẹo phải. Nè nè. Quẹo trái qua. Hả? Bên sông là có cầu đúc. Vậy thôi. Cửa hai á. Anh chạy vô. Đây bên này bây giờ anh chạy chị thẳng quay, thẳng quay. Cái cầu kìa nó bao xuống dốc cầu quẹo phải. Hả? À. Không, bỏ cái cầu thứ nhất nha, tới cầu thứ hai á. Quẹo trái. Dạ quẹo trái. Trái. Bỏ cầu qua sông thứ nhất. Vậy tới thẳng qua qua cái cầu đúc. Đến cái trái cầu qua sông á, bộ chùa. Thấy cái cầu không? Anh Tùng nhìn bên phía bên tay trái, nó có để là một cái cầu đúc thứ nhất, anh bỏ. Bỏ cái cầu dán luôn. Tới cầu đúc thứ hai, anh quẹo qua cầu. Rồi anh quẹo cuốn hết cầu quẹo phải chạy thẳng. Chạy thẳng ra ngoài lên cầu tới bên minh anh quẹo trái thì cái là tôi quên, tôi nhớ là tới bên bên trong này đó đi. Đó, chỉ anh vậy, anh vậy. Xe này 7 chỗ hả? 5 à. 7 là chở được nè. Dán cũng 2 không anh? Nè, wow, là tôi kế dùng 3 ngàn một cái là 4 luôn, 5 chỗ. Đi nhậu với nó lại đi. 2 trước khi về lưu luyến lại miếng đất ở đây mới chịu quá. Anh em mình về nha. Rồi chúc các bạn vui vẻ nha. Dạ dạ. Rồi. Cảm ơn mấy anh chị nha. Hẹn gặp lại nha. Em chào anh ạ. Dạ. Hẹn gặp lại nha. Mấy anh em gì mạnh khỏe. Rồi vô kìa. Lại. Chị. Rồi anh Trương về anh khỏe nha. Rồi bye bye hai lúa. Dạ. Ba từ xa gặp hai lúa. Dạ. Đưa cái bao lên trước đi đó. Còn không anh ném vô, anh chịu nó ném vô rồi em vô rồi. Qua nhà tôi em chưa vô được cái chân. Đây. Anh ơi cái đít nó rất là quằn nha, anh lên từ từ thôi. Anh lên từ từ. Tại vì cái đít nó quằn dữ lắm. Rồi bye bye anh. Rồi. Dạ. Yeah.